Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Từ xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 144 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thử Quán. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Được, mà con sinh ta nguyện ý làm hạ nhân của trưởng sư. Người trước mắt này đã phá vỡ công kích của hắn, nhìn thấu được mưu kế của hắn. Thậm chí, ngay cả quan tài bằng vàng ròng cũng có thể thoáng cái mà bổ ra. Thủ đoạn và năng lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng rồi. Nếu như thực sự mà muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Cùng với việc rầu rĩ, còn không bằng sảng khoái mà đáp ứng thì hơn. Sống không biết đã bao nhiêu năm, biết sống sót là điều trân quý. Chỉ cần có thể rời khỏi cái vật quỷ này, đừng nói là làm hạ nhân, làm cái gì hắn cũng sẽ làm. Đã đưa ra quyết định, hắn đang muốn nói tiếp, lên nghe được giọng điệu không kiên nhẫn của đối phương vang lên. Hả? Ngươi đây là làm cái gì vậy? Hả? Tả thế? Chủ nhân ngồi mộ mặc con sinh để ngừng lại. Có mẹ nó, thế có tác dụng cái lông gì chứ? Ký kết một khế ước linh hồn đi, đừng cứ nói cho tả biết, đừng đừng là vô hồn sư, ngay cả cái này cũng không biết. Trương Huyền tan hòa xèn một cái. Hả? Đùa cái con mẹ gì vậy? Vô hồn sư thủ đoạn nhiều như vậy, thế nếu có thể sử dụng, bị giết chết cũng không biết nha. Hả? Khế ước linh hồn? Hoa sen không khỏi run rẩy. Hắn cảm thấy sắp phát điển rồi, mà đầu còn nghĩ phát ra một lời thề mà lừa gạt một chút. Một khi mà rời khỏi đẹp thư này, nhất định phải khiến cho người kia đẹp mặt. Nhưng ai biết, người ta căn bản không mắc phải cái bẫy của mình. Khế ước linh hồn là tương tự cùng khế ước của màn thú. Một khi mà ký kết lại không dám vi phạm nữa, bằng không hồn phi phách tán, ai ai cũng cứu không nổi. Để cho hắn đường đường là một vô hồn sư lục tinh, cương giả hóa phẩm cửu trọng, thiếu chút nữa thì lại bước vào cái loại cảnh giới kia, mà bây giờ sử dụng khế ước thành người hầu của một hóa phẩm nhất trọng sao? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy phiền muộn, sao muốn phát điên. Hả? Làm sao? Ngươi không muốn sao? Còn đang rầu rĩ, hắn lại cảm thấy một cây ngân châm đâm qua, một dòng chân khí tinh thuần lại đâm thẳng vào hồn phách của hắn. Được. Cảm nhận được đối phương tàn sát hắn, đơn giản giống như là giết chết con gà, mà con sinh không còn dám dò dự nữa. Ngay sau đó, trước mắt mọi người có một ánh sáng trắng lóe lên, một tia linh hồn trực tiếp bắn thẳng vào trong đầu Trường Huyền. Khế ước linh hồn thành. Được rồi. Cảm thấy một tia hồn phách ở trong đầu có thể tùy ý mà giết chết, biết đối phương đã hoàn toàn khuất phục, lúc này Trường Huyền mới lật cổ tay một cái, thu cái hoa sen vào trong chiếc nhẫn trữ vật. Đây chính là thần vật nhà. Khi trở lại nghiên cứu kỹ một chút, có lẽ sẽ có tác dụng rất là lớn. Chuyến này đi cũng không có tệ. Cái hoa sen này vô cùng quỷ dị, ta hy vọng các vị cũng không nên chuyển ra ngoài. Có chút dò dự, Trương Huyệt nhìn về phía đám người tái các chủ. Đám người Triệu Nhã là học sinh hắn tìm được, nhưng những người khác lại không nhất định. Thần vật lại là bảo bối đã vượt qua thành vật. Một khi tin tức mà bị tiết lộ, nhất định sẽ gặp phải truy sát vô cùng vô tận. Được, Trương Sư cứ yên tâm. Chuyện này nếu như ta tiết lộ ra ngoài, ắt sẽ gặp phải trời phạt đất trách, lập tức tử vong, rơi vào luân hồi, trọn đời không được siêu sinh. Biết hắn lo lắng cái gì, ta các chủ giơ bàn tay lên thề với trời đất. Ngay sau đó, đám người Triệu Phỉ Vũ, Kim Tòng Hải, Cổ Mục, Lạc Trúc cũng đồng thời phát ra lời thề. Bọn họ không biết đạo lý thất phù vô tội, nhưng mà Ngọc lại có tội. Được rồi, mọi người khổ cực đi tới nơi này, cũng không thể mà tay không mà về. Cái ván quan tài kia là do luyện khí sư lục tinh mà chế luyện ra, xem như cũng là bảo vật. Bán ra, chắc hẳn là cũng có thể có được cái giá trị xả xí. Đã lấy đi hoa sen trần quỷ nhất, Tôn Cường lại thu mấy cái quan tài kia. Mọi người khổ khổ cực cực đi tới đây một chuyến, cũng không thể không nhận được cái gì. Trương Huyền giơ ngón tay chỉ các mảnh quan tài dính ở trên vách tường xung quanh nói. Đây là thứ ở trên quan tài vàng ròng, do luyện khí sư lục tinh chế luyện ra, kiên cố vô cùng. Cho dù kém hơn so với thần binh lên cấp đỉnh phong, nhưng trên chất liệu cũng tuyệt đối là không kém một chút nào cả. Mà lấy ra mà đem đi bán, tất nhiên có thể bán ra được một giá tiền không nhỏ. Ấy, thôi, hay là thổi đi, chúng ta cũng không có giúp đỡ được việc gì. Trương sư khách khí rồi. Biết được ý tứ của hắn, không muốn để cho mọi người tay không mà ra về, đám người ta các chủ có chút dò dự,
nhưng sau vẫn là lắc đầu một cái. Lần này qua ở đây, nếu không nhờ có trưởng sư, bọn họ khẳng định đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn, còn bảo vật cũng đừng có mở tưởng gì nữa. Tuy rằng không có được bảo bối, nhưng lại học được một trang dẫn hồn quyết, sau này chậm rãi mà tìm hiểu, đối với thực lực thẳng cấp nhất định là sẽ có lợi ích. Vậy nếu các vị đã không cần, vậy ta lại cũng không có khách khí đâu. Tôn Cường, thôi tất cả mấy cái thứ này vào đi. Còn chưa có nói hết lời từ chối, lại nghe được giọng nói của trương sư vàng lên. Được. Ngay sau đó, liền thấy Tôn quản gia vẻ mặt hưng phấn bừng bừng đi tới trước mặt quan tài bằng vàng ròng, thu từng mảnh quan tài bị Trương Huyền một đao chém nát vào trong cho nhận chữ vật. Mọi người không khỏi nhìn nhau, mắt lớn trừng mặt nhỏ. Người trước mặt này rõ ràng là danh sư lợi hại như vậy, muốn tài sản bao vật thế nào lại không có, lại còn hết lần này tới lần khác tham tài như vậy cỡ chứ. Nhưng cái mảnh quan tài này đều đã chia nằm xẻ bầy, có lấy đi từng mảnh một. Có phải nếu có thể lấy đi cả cơ quan ở bên ngoài, hắn cũng sẽ không bỏ qua hay không? Đang nghĩ như thế, lấy nghe được giọng nói của đối phương vàng lên. Tổn cường, người dẫn theo tiểu mặc này đi xung quanh mà nhìn thử xem, cơ quan nào có thể đào đi thì cũng mang theo luôn, đây đều là những đồ tốt đấy. Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, sắp té xỉu. Ấp trưởng sư, thu thập bảo vật thật ra nói vẫn là còn quá sớm, không quan tâm cơ quan hay là mảnh quan tài, phải đi ra ngoài trước thì mới có chỗ để mà sử dụng. Bị sặc nước bọt một cái, Triệu Phi Vũ thực sự không nhịn được nói. Hiện tại, quan trọng nhất không phải là Hoa Sen có thể nói ra hay không, cũng không phải là chuyện có cần những cái mảnh quan tài và cơ quan này hay không, mà là rời khỏi đây như thế nào đã. Khóa đoạn làm khóa lại, không có đường có thể đi, lại không thể biết bay, vậy rời đi như thế nào đây? Không rời đi được, nhắc tới những cái lời này, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Ra ngoài như thế nào sao? Vừa rồi tiểu mặc không phải đã nói rồi sao? Phía trên lại có lối đi đấy. Trương Nguyên chỉ ngón tay. Nhưng cao như vậy, chúng ta không có cách nào mà bay, thì không có khả năng mà rời khỏi đây. Thấy người này căn bản không suy nghĩ những cái điều này, mọi người lại bất đắc dĩ một hồi. Triệu Phi Vũ trận mắt khinh thường không nhịn được nói. Bay mà thôi. Thế nàng rầu rĩ ở điểm này, Trương Huyền lướt mắt thoáng nhìn, thân sắc vô cùng thản nhiên. Ta biết. Người biết? Bị dọa cho giật mình, tất cả mọi người đồng thời trợn tròn mắt. Thật hay là giả đây? Cho dù là cường giả hoa phạm cửu trọng cũng không có thể bay nhà. Còn ngươi chỉ là một hoa phạm nhất trọng, lại còn nói là biết sao? Trương Huyền gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng tùy ý. Đây là một trong những năng lực của danh sư được trời thừa nhận mà thôi, không tính là gì cả. Chuyện hồng trần đập thiền bộ giống như là hoa sen, không thể truyền bừa bãi ra ngoài. Muốn rời khỏi đây, bay là không lừa gạt được mọi người rồi. Suy để nghĩ lại, cũng chỉ có thể đổ cái chuyện này lên đến trời thừa nhận danh sư. Dù sao, cái loại kỳ ngộ danh sư cao nhất này không phải người người đều có. Mà cho dù có biết, trong lòng cũng hầm mộ, cũng không có cách nào mà học tập theo được. Lại nói, trời thừa nhận danh sư chỉ có một mình khổng sư làm được. Cụ thể có thể bay được hay không, ai ai cũng không thể nói liền nơi, cũng không thể nào mà truy tìm điều tra, đây chính là lý do hay nhất. Nghe xong, mọi người sao muốn nôn ra máu. Đây chính là bay nha, chuyện hóa phẩm cựu trọng vẫn không có cách nào mà làm được, thế nào ở trong miệng hắn lại đơn giản giống như là vừa mới mua cải trắng ở ven đường vậy á? Bọn họ chân động, đồng thời cũng đầy kỳ quái. Trời thừa nhận danh sư có thể khiến cho người ta bay được sao? Mà thế nào, ở trên sách liên quan tới khổng sư cũng chưa từng có ghi chép nhá. Mà chỉ có điều đối với danh sư, bọn họ cũng không biết được rõ ràng, cụ thể có làm được hay không, bọn họ vẫn thực sự không biết. Các ngươi cứ chờ ta một chút. Cũng không có lại giải thích nữa, tinh thần Trương Huyền thoáng động, toàn thân trực tiếp bay lên, nhanh chóng mà bay về phía chỗ cơ quan ở rất cao kìa. Là hồng trần đạp thiền bộ tẩy thiền quyền. Thời điểm ở nơi bất khóa phẩm cấp, chỉ có thể ở không trung chừng mấy hơi thở lại rời xuống. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt được khóa phẩm nhất trọng đỉnh phong, chân khí lại càng thanh thuần hơn, thời gian duy trì tự nhiên đã tăng thêm không ít. Và hắn đã đạt được đến hơn 10 lần hít thở. Thời gian chỉ có ngắn như vậy, giống như là màn thu bay, bay cơ ly xa là không được, nhưng mở ra một lối đi, bay ra ngoài vẫn là rất đơn giản. Thật có thể bay? Nhìn thấy được hắn như là đi ở trên đất bằng, khóe miệng mọi người giật loạn. Bay là thứ hy vọng rất xa vời của nhân loại. Con người ở trước mắt này chỉ có hoa phẩm nhất trọng lại bay lên được trên không trung sao? Cái này cũng quá là kinh khủng đi.
Chuyện liên quan tới trời thừa nhận rảnh sư, liên quan tới vua hồn sư, vẫn lên lạ đừng có nói ra. Trưởng sư, tương lai tất nhiên là nhân vật bay lượn ở cửu thiên. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể đắc tội. Buồn bực một hồi, trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Là rồng, trung quy sẽ rồng rồi hoàn vũ, là anh hùng sớm hay muộn cũng sẽ giành chấn cả thiên hạ. Người như thế chỉ có thể qua lại thần thiết, tuyệt đối không thể đắc tội được. Mà trưởng sư ở đây chính là nhân vật như vậy. Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Nguyệt đi tới đỉnh, đưa tay mà sờ sờ ở trên cơ quan một cái. Ngay sau đó, ngón tay giống như là điện vậy, liên tục đập vài cái ở trên tảng đá nhổ ra. Hắn nắm giữ được thử quán, có thể dễ dàng phát hiện ra chỗ sơ hở ở trong cơ quan, giống như là quan tài bằng vàng ròng trước đó, được gọi là không có cách nào mà phá ra. Nhưng trên thực tế, chỉ cần tìm được chỗ thiêu hụt, tiến hành lợi dụng, phá vỡ sẽ vô cùng đơn giản. Mà cái cơ quan ở trước mắt này cũng giống y như vậy. Liên tục vỗ vài cái, một tiếng động vang lên, nham thạch từ từ mở ra, thân thể Trương Huyền thoang động chui vào trong đó. Là một lối đi, ngẩng đầu nhìn lên là một mảnh tối tăm. Phía trên chắc hẳn là còn có một cơ quan hoàn toàn ngăn cản lại đầm nước, không đến mức mà nước trút xuống đây. Thân thể chợt nhảy vọt lên, đi qua mấy chục thước, quả nhiên thấy được một nham thạch lớn, làm theo trước đó đánh cho nó mở ra, đầm nước lập tức xuất hiện ở trước mắt. Giống như là thời điểm đi tới, nơi này có cơ quan đặc biệt, người có thể đi qua nhưng đầm nước lại không có chảy xuống được. Hả? Lợi hại! Nhìn lướt qua, phát hiện cơ quan này so với trận pháp cũng hoàn toàn không có yếu hơn, Trương Nguyên không nhịn được tán thưởng một câu. Không hổ danh là thiên công sư, những cơ quan kỹ xảo này quả thật là đủ để không ít người học tập cả đời cũng không có cách nào mà lý giải nổi. Ở tại chỗ điều chỉnh một hồi, cảm giác không chân đặt thiên bộ tiêu hao gần như đã phục hồi lại. Lúc này, Trương Nguyên mới một lần nữa trở lại trước mặt mọi người, tới chỗ lạc trúc tiêm đợt một cái sợi dây buộc ở trong lối đi. Đã có dần dắt, mọi người cũng không có chậm trễ nữa, đã đều chạy cả lên trên. Bọn họ đều là người tù luyện, không biết bay, nhưng leo dây thừng lại là vô cùng đơn giản. Theo đầm nước bơi về phía trước, rất nhanh đã trở lại biển bờ. Lúc này, bọn họ mới có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, giống như là một cơn mộng vậy. Tuy rằng thời gian tiến vào mộ vô hồn sư không lâu, nhưng lại trải qua sinh tử, tuyệt vọng. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng vẫn có thể sống sót mà đi ra. Cảm ơn trưởng sư! Cầm quần áo sử dụng chân khí hấp khô, đám người ta các chủ đi tới trước mặt, thật lòng mà khâm phục. Không hổ danh là danh sư được trời thừa nhận, gặp phải nguy hiểm quả nhiên là khác với bọn họ. Hắn sử dụng trí tuệ, cứng rắn mà xoay chuyển cục diện, thậm chí là thu một vua hồn sư lục tinh hóa phẩm cửu trọng để làm người hầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng tuyệt đối là không thể tin nổi. Hay, khách khí, mọi người cũng đã rất khổ cực, dù sao cũng không vội vàng mà rời khỏi đây, không bằng ở lại trong này mà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi. Trải qua một hồi lần qua lần lại, trời cũng đã tối rồi, vô số vì sao treo ở trên ngân hà, sáng ngời chói mắt, một vòng trăng khuyết treo ngược ở bên đỉnh núi, khiến người ta có cảm giác yên bình thanh thản. Ý thu mông lung, lá trên cây cũng không xanh biếc như là trước, bắt đầu chậm rãi biến thành màu vàng, gió núi thổi qua mang theo một chút cảm giác mản mát. Được! Nghe được cũng không có vội vàng rời khỏi, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thời gian ở mộ vô hồn sư không lâu, tâm thần lại tiểu tụy, so với trải qua một trận đại chiến còn muốn khổ cực hơn. Nơi này lại là hang ổ của yêu thần thú, cũng không có linh thú nào có thể mở mắt mà dám qua đây quấy rối. Mọi người nhóm lên đông lửa, lấy thức ăn đã chuẩn bị xong từ trước ra, thời gian cũng không lâu, mùi thịt thơm tỏa ra khắp nơi. Hả? Lão sư? Trên cổ lão sư làm sao vậy? Trương Huyền cũng đói lắm rồi, vừa mới ăn được một hồi, lại thấy Vương Dĩnh đã đi tới, vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua. Hả? Cổ? Hắn thoáng sửng sốt một chút, chỉ thấy nàng đưa qua một cái gương đồng, hắn nhìn sang, chỉ thấy ở chỗ cằm của hắn có một chỗ thoáng lộ ra một chút sành sắm. À, là bị vô hồn khí của tiểu mặc nhiễm phải, yên tâm đi, chắc hẳn là rất nhanh có thể biến mất mà thôi. Thời điểm ở mộ vô hồn sư, vì để cho mặc hồn sinh cắn câu, hắn đã sử dụng bùa hồn mạnh vài rồng đánh cho hắn bị thương, cam tâm tình nguyện bị đối phương nắm lấy. Chắc là khi đó lưu lại vết tích, mà chỉ có điều cũng không có nghiêm trọng lắm, nếu không nhìn kỹ, căn bản là cũng nhìn không ra. Mà cũng là tâm tư của Vương Dĩnh tỉnh tế để ý mới phát hiện ra. Vô hồn sư và nhân loại thuộc về hai loại hình thức sinh mạng. Bị cường giả như vậy tiếp xúc, lưu lại ấn ký vô cùng là bình thường. Chắc là không bao lâu nó sẽ dần dần biến mất mà thôi.
Vậy thì được rồi. Thấy không phải là vấn đề lớn lao gì, lúc này Vương Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng và đám người Triệu Nhã đi đón Lộ Trùng đi, ta cần nghiên cứu một vài chuyện. Trương Huyền liền cẩn dặn. Lộ Trùng cũng không đi cùng mọi người, mà là đặt ở trên lưng của con linh thú của Triệu Phỉ Vũ. Hiện tại, yêu thần thú đã bị thuần phục, cũng đã không còn uy hiếp gì nữa, cũng nên đưa hắn tới. Vâng. Biết tâm ý của lão sư một cấu Lộ Trùng, Vương Dĩnh gật gật đầu. Ăn bài xong việc, Trương Huyền lại nhấc chân đi vào sân động của yêu thần thú. Sân động này rộng, sạch sẽ, hắn tìm một chỗ ẩn tĩnh, tinh thần liền thoáng động, lấy cây cổ tam liền ra ngoài. Vừa rồi ở dưới đất không cẩn thận quan sát, hiện tại vừa lúc nghiên cứu một chút, tiện thể ép hỏi một vài chuyện, xem có phương pháp để cứu sống lại Lộ Trùng hay không. Hả? Chủ nhân! Rời khỏi chân nhân trừ vật, Mạc Quân Sinh lập tức phát hiện ra đã rời khỏi lòng đất, trong giọng nói tràn ngập sự hưng phấn. Hắn bị nhốt đã cả mấy vạn năm, cuối cùng lại có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài, trong lòng kích động có thể tưởng tượng ra nổi. Bởi vậy, một tiếng chủ nhân này gọi là đầy can tâm tình nguyện, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng nào cả. Hay, ta muốn biết, ngươi có biện pháp thức tỉnh linh hồn người rơi vào giấc ngủ say hay không? Sắc mặt Trương Huyền ngưng trọng nhìn qua. Nghe xong, Mạc Côn Sinh thoáng sửa sốt một chút, nói: Hả? Linh hồn rơi vào giấc ngủ say? Chỉ cần hồn phách tiến vào trong cơ thể của hắn, thức tỉnh hắn lại là được, không tính là phức tạp đâu. Nghe xong, Trương Huyền cũng sửng sốt. Trước đó, hắn đã nghe nói qua về phương pháp này, mà chỉ có điều hắn là vo giả, linh hồn không có cách nào mà rời khỏi thân thể, chỉ có thể đành thôi. Nhưng lúc này thì lại khác. Tu luyện dẫn hồn quyết thiền đạo đã có thể khiến cho hồn phách rời khỏi thân thể, hoàn toàn có thể tiến vào trong cơ thể của đối phương, thức tỉnh hắn lại. Đúng, mà chỉ có điều, cái đó và đoạt xác có chút tương tự, chỉ cần có chút lở là, rất dễ dàng xuất hiện đoạt xác suy. Có khế ước linh hồn mà Côn Sinh cũng không dám giấu giếm. Hồn phách tiến vào bên trong cơ thể của người khác đã có chút cùng loại với việc đoạt xác. Nếu có thể thức tỉnh lại đối phương thì còn tốt, còn không gọi tỉnh lại được, rất dễ dàng xuất hiện cái loại đoạt xác suy, khiến cho thực lực của mình cũng bị giảm sút. Mà một chút nhất trình là, một khi không có cách nào mà tỉnh lại, linh hồn của người tiến vào trong cơ thể của đối phương, làm không tốt sẽ khiến cho thân thể của hắn nhận chủ. Nếu thực sự mà như vậy, lại muốn tỉnh lại là không thể nào. Mạc Quân Sinh có chút giở dự nói: Dù sao, có thể đi vào hồn phách của người khác, tất nhiên là phải vô cùng cường đại. Đối phương rơi vào giấc ngủ say, khẳng định đã là yếu ớt. Thân thể hồi lâu không có linh hồn xỏa dịu, rất dễ dàng mà nhận sai chủ nhân. Một khi mà như vậy, không những không có cách nào mà cứu người, ngược lại sẽ là hại chết hắn. Linh hồn bị tổn thương nặng mới có thể rơi vào trong giấc ngủ say. Đây là lực lượng hồn phách đã vô cùng yếu ớt. Một linh hồn cường đại mà tiến vào trong cơ thể triệu hoán có thể gọi tỉnh lại là hay nhất. Còn nếu như gọi mà không tỉnh lại, rất dễ dàng chim cưu chim tổ chim thước, đối phương còn muốn sống lại, cơ bản là vô vọng. Hả? Vậy có phương pháp gì không? Sắc mặt trầm xuống, Trương Nguyên sẽ chặt nằm đấm. Nếu đã động thủ, tất nhiên là phải bảo đảm 100% có thể khiến cho đối phương sống lại. Nếu như không chữa trị tốt, chữa chết hắn, vậy sau này, lương tâm làm sao mà có thể yên lòng được chứ? Dù sao, Lộ Trùng cũng là vì hắn mà chết. Nếu không có cách nào mà chữa trị tốt, cũng thật xấu hổ khi làm sư của người. Hả? Cách sao? Trước khi linh hồn của đối phương trở nên bền vững kiên cố, cường đại, cho dù triệu hoán không thành, cũng có thể khống chế thần thể, không đến mức bị đoạt xác. Mạc Côn Sinh nói. Mà biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng cỏ tình hồn, chế luyện thành hương tình hồn, sau đó đốt ở trước mặt để cho hắn hấp thù. Lúc này tiến hành triệu hoán, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất là nhiều. Hả? Cỏ tình hồn? Trương Huyền nhướng mày lên. Thân làm luyện đàn sư, hắn đã từng xem qua không ít sách liên quan tới dược liệu, nhưng cái loại dược vật này hắn chưa từng nghe qua. Cỏ tình hồn không phải là thực vật, mà là vô hồn sơ sử dụng linh hồn tẩm bổ, có khả năng sinh ra vật phẩm đặc biệt, có thể trồng. Mà Côn Sinh nói. Hả? Vậy trong một gốc đại khái cần bao lâu? Trương Huyền lại nhìn qua. Nếu như thời gian trồng quá dài, sao rằng cần phải nghĩ tới biện pháp khác. Không dài đâu, 1 tháng là đủ rồi. Mà chỉ là hiện tại ta lại bị nhốt ở chỗ này, linh hồn cũng không có cách nào mà rời khỏi, căn bản là không có cách nào để mà trồng. Mạc Côn Sinh không khỏi cười khổ nói. Hắn hiện tại bị nhốt ở trong cổng tâm liên, trốn cũng trốn không thoát, cho dù lòng hắn có thừa nhưng cũng không đủ lực. Hả?
chỉ cần là vô hồn sư là có thể trông được nó sao? Cậu không có trả lời lời của hắn, Trương Nguyệt nhìn qua. Ờ, đúng, chỉ cần vô hồn sư dẫn hồn thành công đều có thể trông. Phương pháp rất là đơn giản, ta có thể nói với người 7 giờ. Mạc Hồn Sinh nói. Ờ, vậy nói một chút về phương pháp đi. Trương Nguyệt khoát khoát tay, thân sắc thản nhiên nói. Được. Mạc Hồn Sinh lên tiếng, lập tức mở miệng. Rất nhanh, hắn nói một lượt về phương pháp bồi dưỡng cỏ tình hồn. Giống như là hắn nói, cỏ tình hồn không phải là một loại thực vật đặc biệt, mà là vật phẩm cần phải được linh hồn bồi dưỡng. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho linh hồn gây cho cộng hưởng đạt được mục đích tình hồn. Hả? Mà ngươi không phải là muốn tự mình tu luyện dẫn hồn quyết, trở thành vô hồn sư bồi dưỡng đấy chứ? Thấy vị chủ nhân trước mắt này nhớ kỹ phương pháp bồi dưỡng, mà Hồn Sinh kịp phản ứng lại, hoàn toàn không thể tin nổi. Trương Nguyên gật gật đầu. Nếu như thứ này có tác dụng đối với lộ trùng, vậy hắn sẽ thực sự muốn tự mình đi trồng. Hả? Nhưng ngươi là danh sư được trời thưởng nhận. Mạc Hồn Sinh bị dọa cho giật mình. Vị chủ nhân này của hắn lại là danh sư được trời thưởng nhận. Với thiên phú như vậy, một khi mà tu luyện vô hồn sư, chẳng khác nào bỏ qua thần phận. Hả? Có phải là có lỗ mãng hay không? Yên tâm đi, ta đã sửa lại dẫn hồn quyết một lần rồi. Cho dù dẫn hồn thành công, cũng sẽ không phát sinh ảnh hưởng đối với thần thể, có thể làm được linh hồn và thể xác hợp nhất. Trương Nguyên thản nhiên nói. Nghe xong, ở bên trong Hoa Sen, mà con sinh trợn tròn mắt, môi run rẩy, hoàn toàn không thể tin nổi. Dẫn hồn quyết lại là công pháp vô hồn sư bọn họ tu luyện không biết bao lâu, từng trải qua không biết bao nhiêu cường giả thay đổi, các triều đại sửa chữa cũng làm không nổi. Con người này chỉ nhìn có mấy hơi thở là có thể sửa chữa. Hả? À, lại còn làm được linh hồn và thể xác hợp nhất sau. Hả? À, làm sao mà có thể cỡ chứ? Thời điểm hắn đang cảm thấy nghi ngờ, cảm thấy là không có khả năng, lại thấy chủ nhân trước mắt khoanh chân mà ngồi xuống, thân thể thoáng lắc một cái bóng hư ảo xuất hiện ở phía trên. Hả? Dẫn hồn ra khỏi thân thể sao? Giọng nói của hắn đôn rải vàng lên. Thân làm vô hồn sư lục tình, hắn có thể nhìn ra được rõ ràng hồn phách của vị chủ nhân này của hắn đã rời khỏi được thân thể. Bây giờ thấy tả sao? Hắn đang khiếp sợ, lại nghe được giọng nói linh hồn của đối phương vàng lên. Trương sư đứng lặng lẽ ở phía trước Hỏa Sen. Thấy. Mà Côn Sinh không khỏi run rẩy. Nghe xong, Trương Nguyên thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra hồn phách sử dụng dẫn hồn quyết thiên đạo rời khỏi thân thể giống như là chân khí thiên đạo vậy. Chỉ cần mình nguyện ý, cho dù vô hồn sư thực lực cao hơn bản thân mình, người cũng không nhìn ra. Chỉ có khi muốn cho hắn nhìn thấy mới có khả năng mà nhìn ra. Xác nhận xong, tinh thần Trương Nguyên thoáng động lại trở lại thân thể. Hả? Hồn phách trở về vị trí cũ, viện mãn không tiết ra, huyết đạo cộng hưởng, linh hồn và thể xác hợp nhất. Người thực sự là thay đổi dẫn hồn quyết rồi sao? Nhìn thấy được hồn phách Trương Nguyên trở lại thân thể, không xuất hiện bất kỳ một biến hóa nào cả. Trái lại rất nhiều huyệt đạo khẽ kêu lên giống như là rồng ngầm vậy. Mạc Hồn Sinh thét lên một tiếng chói tai, hình như sợ sắp tới mức ngất đi. Bình thường dẫn hồn quyết, hồn phách rời khỏi thân thể, sức sống thân thể sẽ nhanh chóng mà suy giảm, cho nên chán trường không chịu nổi. Mà cái vị trước mắt này đây, toàn thân từ trên xuống dưới sức sống bừng bừng, phóng ra ánh sáng cường đại, các huyệt hợp sướng, linh hồn và thể xác hợp nhất, hồn phách trở về, không những không nhìn ra so với võ giả hóa phàm cảnh bình thường có gì khác biệt. Trái lại, ở trên phương diện khí chất lại càng tốt hơn, cho linh hồn người khác cảm giác bị đè ép nồng đậm. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, mà Hồn Sinh đã biết, đối phương tu luyện dẫn hồn quyết tuyệt đối là khác hẳn so với hắn tu luyện, đã hoàn toàn bị thay đổi, tránh né được năm suy giảm của hồn lực, đã tới được một đẳng cấp khác. Theo truyền thuyết, nghề nghiệp vô hồn sử này là tổ sư Lưu Mặc Tử lập phái, lấy trộm nội dung liên quan tới linh hồn ở trong thiên đạo mà sáng chế ra. Bởi vì thiên đạo có thiếu sót, nội dung trộm được cũng không có đầy đủ, mới đưa đến chỗ thiếu hụt, xuất hiện nằm suy giảm, âm hồn cùng thân thể không có cách nào mà hoàn toàn hợp nhất. Hậu bối vô hồn sư không biết sử dụng bao nhiêu phương pháp, vẫn không có được cách nào mà cải tiến được chút nào. Còn vị trước mắt này thì hay rồi, chỉ lướt mắt thoáng nhìn, không chỉ đổi xong, lại có thành công. Vậy bỏ hắn làm sao mà có thể không chấn động kinh ngạc cho được cờ chứ? Sau khi hết khiếp sợ, ngay sau đó, hắn lại hưng phấn nồng đậm. Được trời thừa nhận danh sư, lại có thể cải tiến dẫn hồn quyết. Cái phần năng lực và kiến thức này sẽ rằng thực sự có thể dẫn hắn đi rất xa. Nếu trước đó bị ép nhận chủ, thậm chí ký kết khế ước linh hồn là bị ép bất đắc dĩ. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy được năng lực và thủ đoạn của đối phương, hắn đột nhiên ý thức được chủ nhân này có thể thực sự là hắn nhận đúng người rồi. Nhân vật thiên tài cho thấy như thế, sau này đi theo ở phía sau, tận tâm tận trách,
Chỉ cần lấy được chỉ điểm cẩn thận tỉ mỉ, rời khỏi gông cùng xiềng xích, vượt qua được trước đó, nhất định là điều chắc chắn. Đây, đây là thủ đoạn vô hồn sư ta đã học qua và bí tịch phương pháp mấy năm nay nghiên cứu ra được, có thể sẽ có tác dụng đối với chủ nhân. Nghĩ tới những thứ này mà Khôn Sinh lại cũng không có dò dự nữa, tinh thần thoáng động, từng đoạn tin tức lại từ linh hồn mà truyền lại. Vô hồn sư có thể trực tiếp tiến hành truyền lại qua linh hồn. Loại phương pháp này so với việc giảng thuật, đọc sách đều muốn dễ dàng hơn. Bởi vì là quan hệ khế ước, các loại tốc độ truyền này lại càng nhanh hơn. Trương Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt chợt hòa lên, trong đầu lập tức xuất hiện thêm một phần lớn kiến thức mới, tất cả đều là của vô hồn sư. Mặc Hồn Sinh là vô hồn sư lục tinh thượng cổ của sống sót. Lúc đó, truyền thừa còn không có đứt đoạn, tất cả tri thức gần như là bao trùm toàn bộ nghề nghiệp này. Không hổ danh là chức nghiệp thượng cổ được người người kiêng kỵ, quả nhiên là bác đại tỉnh thâm. Đại khái nhìn qua một lần, miệng Trương Nguyên mở ra, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Thảo nào nghề nghiệp này có thể truyền thừa không biết bao nhiêu năm, lại bị nhiều người kiêng kỵ như vậy, thậm chí so với độc sư lại còn không khiếp hơn, quả thật là không thể khinh thường. Dẫn hồn quyết trước đó mà nói, đối với những cái này mà nói, chỉ là nhập môn cơ sở nhất. Hả? Cái phương pháp tách linh hồn này ra là người sáng lập ra sao? Đột nhiên, nhìn thấy được nội dung, Trương Nguyên nhìn về phía Hoa Sen trước mắt. Người này bị nhốt ở trong cửu tâm liên đã cả mấy vạn năm, một lòng mà nghĩ ra được, mới đợi tới tách ra một phần linh hồn có thể thành công. Vậy cái môn công pháp này, sao rằng đúng là hắn nghiên cứu nhiều năm mới nhận ra được. Là ta lục lọi ra. Mà Côn Sinh gật gật đầu. Dựa vào phương pháp này, có thể tách ra một bản phân thân khác. Sau này linh hồn bản thể cho dù có bị giết, cũng có thể rơi vào phân thân này mà sống sót. Hả? Phân thân? Nghe xong, Trương Nguyên đầy sửng sốt. Đúng, loại phân tách linh hồn này có thể phục chế hoàn chỉnh bản thân, bao gồm cả ký ức. Nó trắng rả là chắc khác nào một lần nữa ngưng luyện lại một linh hồn. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, dùng để bảo toàn tính mạng cũng sẽ không tệ lắm. Mà Côn Sinh nói. Trương Nguyên gật gật đầu, rất nhanh nhìn qua một lượt phương pháp phân tách linh hồn này. Không thể không nói, bộ phương pháp này quả thật rất là lợi hại, tuyệt đối là cực hạn đối với nắm giữ linh hồn có khả năng mà hoàn thành. Xem ra, nếu không phải người này bị nhốt ở cổng tầm liền, không có cách nào mà hấp thu linh khí tủ luyện, dựa vào mấy vạn năm tích lũy, lý giải đối với linh hồn, trung kích được bát tình, thậm chí là cửu tình cũng không thành vấn đề. Mà công đồng nhà, sống lâu như vậy suốt ngày bị nhốt, mỗi ngày đều nghiên cứu xem làm thế nào mà thoát khỏi bị vây khốn, lý giải đối với hồn phách lại không cường đại hơn nữa, còn không bằng đâm đầu mà chết đi thì hơn. Hả? Vậy xem có bao nhiêu chỗ thiếu hụt? Ý thức chìm đắm ở trong thức hải, hắn đi tới thiên đạo đồ thư quán, tinh thần thoáng động, in vô số tri thức của đối phương truyền tới ở bên trong trang sách màu trắng. Tiện tay cầm tới quyển sách mới, hắn mở ra. Linh hồn phân liệt mà Khôn Sinh sáng chế. Sau khi tu luyện, linh hồn có thể phân ra thành hai nửa, chỗ thiếu hụt. Tại phía trên viết đầy nội dung. Hả? Chỉ có 120 chỗ thiếu hụt thôi sao? Xem xong nội dung, Trương Nguyên không nhịn được tán thưởng. Chỉ bằng vào lực lượng cá nhân lại sáng tạo ra được một công pháp chỉ có chừng 100 chỗ thiếu hụt. Vị vô hồn sư trước mắt này, những việc trải qua trước kia tuy rằng là không mấy đáng tin, nhưng thực lực của hắn và thiền phú lại là sự thật. Mà cũng đúng, không có thiền phú lại làm sao có thể trở thành hóa phẩm đỉnh phong vô hồn sư lục tình cờ chứ? Chính xác. Tinh thần thoáng động, rất nhiều sách vô hồn sư dung hợp lại với nhau, một lần nữa sinh ra thành bí tịch linh hồn phân liệt. Sau đó hắn lại mở ra xem. Lúc này chỗ thiếu hụt ở bên trong cũng chỉ có khoảng hơn 10 chỗ. Vậy xem ra sách liên quan tới linh hồn vẫn là thu thập quá ít. Cho khi đi tới Vạn Quốc Thành tìm người mà mua thêm một ít. Đối với công pháp linh hồn phân liệt có thể bảo toàn được tính mạng, hắn vẫn là hết sức động tâm. Người tu luyện ai ai cũng không dám bảo đảm sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào. Môn công pháp này thực sự có thể tu luyện thành công, đối với hắn mà nói trình độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ giảm đi rất là nhiều. Mà chỉ có điều chỗ thiếu hụt của môn công pháp này quá là nhiều, đối với hắn mà nói tạm thời còn chưa có hứng thú quá lớn. Cho dù thực sự có muốn tu luyện cũng phải thu thập càng nhiều sách hơn, hoàn toàn bổ sung vào thì lại nói sau. Nhìn cậu tâm liên lại nghiên cứu thêm một hồi, biết ngày một ngày hai khẳng định là không có cách nào có thể học được tri thức do đối phương truyền tới. Trương Huyền cũng không còn nóng này, hắn mở mắt rơi vào trên đóa hoa sen màu đen ở trước mắt. Thứ này được xưng là thần vật, hắn cũng muốn biết rốt cục nó có công hiệu gì đây. Ngón tay hắn vừa tiếp xúc, trong đầu hắn thản nhẹ chỗ thiếu hụt.
một cuốn sách xuất hiện ở trước mắt. Cửu thiên liền thay, thiên ngoại rời xuống, được Mạc Hồn Sinh đoạt được, có rất nhiều lực lượng tinh thần tầm bổ. Sau khi hoàn toàn trưởng thành, có thể chế luyện thân thể hoàn mỹ. Khuyết điểm 1, cậu chưa đạt được trạng thái trưởng thành. Khi hoàn toàn thành thục, toàn thân trở nên trắng muốt. Hả? Hóa ra không phải gọi là cửu tầm liền, mà là cửu thiên liền thay. Chế luyện thân thể thật ra lại là chính xác sao? Nhìn trang đầu tiên, Trương Nguyên gật gật đầu. Ban đầu, hắn thực sự cho rằng nó được gọi là cửu tầm liền. Mà hiện tại xem ra, tôi đang bị nhốt cả mấy vạn năm mà Hồn Sinh người này vẫn không nhận ra được. Cửu thiên liền thay, tôi đang ở trên sách không đánh dấu cấp bậc cụ thể, nhưng xem ra cấp bậc cũng không có thấp. Hả? Tất nhiên chỉ có 5 chú tiểu thổi sao? Mở ra trong sách thứ hai, đang muốn tiếp tục xem tiếp, Trương Nguyên đột nhiên sửng sốt. Ghi chép của chỗ thiêu hụt thư này tự nhiên chỉ có hải trang 5 chỗ. Bảo bối ít chỗ thiêu hụt như vậy nhận được từ đầu thử quán, tuyệt đối là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Không hổ danh là thần vật. Mắt hắn nóng như lửa, đột nhiên có một ý nghĩ liền sổng ra. Mà từ từ, nếu như học được linh hồn phần liệt, chia ra một phần thân, luyện hóa cái thứ này làm thần thể, sẽ không phải lạ xuất hiện thêm một cái mạng nữa sao? Càng nghĩ hắn lại càng thấy kích động. Đây chính là thần vật chỉ có nằm trôi thiêu hụt, mang đi luyện hóa nó thành phần thần, có thể tưởng tượng tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng cường đại. Mà chỉ tiếc là ta sợ rằng không sống được tới khi cái thứ này trưởng thành. Sách ghi lại trôi thiêu hụt đầu tiên chính là gốc cửu thiên liên thai này vẫn còn chưa có trưởng thành. Nếu nó hoàn toàn trưởng thành, toàn thân cửu thiên liên thai sẽ trở nên trắng muốt, mà không phải là cái dáng vẻ đen như mực của cái trước mắt này đây. Cắn nuốt hết tất cả gia sản của Mạc Hồn Sinh, lại còn sống cả mấy vạn năm, vẫn là cái bộ dạng này. Lại cái tuổi thọ mấy trăm năm của hắn, nhất định là không sống nổi tới khi nó trưởng thành. Mà không trưởng thành, lại không có cách nào mà đem đi luyện hóa. Mạnh mẽ đi làm không tốt sẽ giống như là Mạc Hồn Sinh này, bị nhốt ở trong đó, muốn chết cũng không có xong. Hả? Mà lại từ từ, thứ này cần lực lượng tinh thuần nhất tầm bổ, có khả năng mới trưởng thành được. Ta lại có chân khí thiền đạo, vô cùng là tinh thuần, có thể xem như là chất dinh dưỡng hay không? Trong lòng hắn thoáng động, một ý nghĩ lại sổng ra. Miêu tả liên quan tới gốc cửu thiên liền thải này, đoạn thứ nhất chính là cần phải có lực lượng tinh thuần nhất tập bổ. Hiện tại, hắn không tìm được đầy đủ linh thạch, nhưng chân khí thiên đạo lại vô cùng tinh thuần, có lẽ có thể thử xem một chút. Nắm rễ của cây liền thải trong tay, một lượng chân khí rót vào bên trong. Chân khí vừa tiến vào bên trong, lại nghe được một tiếng kêu thảm thiết giống như là heo bị chọc tiết vậy. Những điều này nói, ta đã nói hết rồi. Đừng. Mạc Hồn Sinh sắp phát điển rồi. Vừa rồi, những gì liên quan tới vô hồn sư hắn đã truyền lại hết. Đối phương lại truyền thụ chân khí mà tiến vào. Đối lại thành ai, sao rằng đều sẽ cho rằng đối phương muốn giết chết hắn. Trương Nguyên vội vàng ngừng lại. Chỉ nghĩ chân khí tầm bổ, lại không nghĩ tới tên này vẫn còn ở bên trong. Vô hồn sư đối với chân khí thiền đạo có nỗi sợ hãi thiên nhiên. Hơn nữa, người này bị bùa hồn mệnh vảy rồng đánh chỉ còn lại có nửa cây mạng, làm thế nào mà ngăn cản được chân khí công kích cỡ chứ? Hắn vẫn chưa bị trực tiếp loại bỏ, đã coi như là không tệ. Dừng truyền thụ chân khí, Trương Nguyên đang định bỏ gốc hoa sen này vào trong chiếc nhẫn trữ vật, sau đó lại nghiên cứu sâu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy được rễ cây vừa được truyền thụ chân khí đã biến thành màu trắng. Hả? Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, trong cảm giác không thể tìm được. Hắn lại cầm lấy một sợi rễ, lại một luồng chân khí truyền thụ vào bên trong. Tiếp theo ở trong hoa sen kia, lại truyền tới tiếng kêu la bi thảm nhất trần gian. Một lát sau, hắn lại cầm lấy cây hoa sen. Hả? Quả nhiên là như vậy. Nhìn thấy được sợi rễ vừa rồi, Trương Nguyên đầy hừng phấn, không nhịn được an ủi một câu. Ấy, ngươi cố nhịn một chút đi, ta không phải là muốn giết chết người đâu. Chỉ là thử cái gốc cây cửu tâm liên này thế nào thôi. Ngươi không cần phải khẩn trương, ta lại thử một chút mà thôi. Không. Mà còn dình phát khóc. Hả? Con mẹ nó, ta sau này ngoan ngoãn nghe lời ngươi còn chưa có được sao? Ngươi thử thêm vài lần, chỉ sợ không cần làm gì ta đã sớm chết trước rồi nha. Lúc này, tại bên ngoài sơn động. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta có nên đi vào xem thử hay không? Hình như là tiếng của Mạc Hồn Sinh kêu thảm, với Trương Sư không có sao chứ? Nghe được tiếng kêu thảm, mọi người đang dùng cơm đều đứng phát cả dậy. Không, Trương Sư vừa rồi đã cản giặt, hắn có chuyện cần phải đi nghiên cứu.
chúng ta tốt nhất là không nên quấy rầy. Ta thấy không bằng tạm thời nghe thử một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi hãng quyết định sau. Triệu Phi Vũ có chút thận trọng vững vàng hơn, khuyên can mọi người. Mọi người gật gật đầu, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe động tĩnh từ phía bên trong sơn động. Ngay sau đó lại nghe được có tiếng nói lúc có lúc không chuyển tới. Hay, ta đã bảo ngươi không cần phải khẩn trương, ta lại chỉ thử một chút thôi, chỉ một chút thôi. Không, không. Hả? Lại thử một chút, lại một chút thôi, con lại không khẩn trương. Mọi người đôi mắt nhìn nhau, mỗi một người trợn tròn đồng tử. Phần Triệu Phỉ Vũ sắc mặt lại còn đỏ lên, nghẹn cả nửa ngày mới nói ra được mấy chữ. Hả? Hai người bọn họ đều là nam nhân nhá. Thử nghiệm một hồi, phát hiện chân khí thiền đạo quả thật có thể khiến cho cầu thiên liên thai lột xác trưởng thành. Lúc này Trương Nguyên mới ngừng lại, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Có thể khiến cho thứ này trưởng thành, lại có phương pháp mà tách ra linh hồn, tạo ra một phần thân là việc ở trong tầm tay rồi. Mà chỉ có điều trước đó phải nghĩ biện pháp lấy mặc hồn sinh ra rồi lại nói tiếp. Nếu không, một khi mà đưa vào chân khí, hắn lại gào khóc thảm thiết, sợ rằng liên thai còn chưa có trưởng thành, người đã lại chết trước. Một người hầu vô hồn sư hóa phàm cửu trọng, cho dù thực lực không nhiều bằng lúc trước, cũng là mạnh mẽ hơn so với việc không có. Vẫn chưa hết, tôi luyện công pháp vũ hồn rồi lại bồi dưỡng cỏ tình hồn. Biết lấy ra được mặc hồn sinh là cần phải có kỳ ngộ, Trương Huyền cũng không có nóng này. Mắt hắn rơi vào ở trên công pháp tu luyện vũ hồn sư. Trước đó hắn tu luyện dẫn hồn quyết giống như là võ giả tập trung hơi thở vậy, ngay cả tập trung hơi thở cũng làm không được, không có cách nào mà trở thành được võ giả. Cùng với lý do đó, dẫn hồn không thành công đồng nghĩa với việc không thể nào mà trở thành được vũ hồn sư. Dẫn hồn quyết chỉ là khiến cho linh hồn ra khỏi thân thể, một khi rời khỏi thân thể lại hoàn thành, muốn khiến cho linh hồn không ngừng mà tăng cường giống như là võ giả thăng cấp lại cần phải có các loại công pháp. Mặc hồn sinh thân làm vô hồn sư lục tinh, ở trong đầu hắn phương pháp tu luyện liên quan tới hồn phách cũng không ít, lại thêm các loại tâm đắc tổ luyện đủ để gần hơn cả 1000 quyền. Sửa lại một chút, phát hiện công pháp từ dẫn hồn thành công cần khoảng hóa phẩm nhị trọng, không có sai lầm chút nào, song nhị trọng lại ít nhiều có một vài chỗ thiếu hụt. Hả? Vừa vặn cũng không chênh lệch nhiều với tu vi của ta bây giờ, vậy bắt đầu tu luyện thôi. Hiện tại hắn cũng vừa vặn là hóa phàm nhất trọng đỉnh phong, nếu như linh hồn cũng có thể tu luyện tới mức như vậy, lại có thể phù hợp với hoàn mỹ, khiến cho lực chiến đấu tăng thêm không ít. Khoai chân ngồi xuống dưới đất, tinh thần hắn liền thoáng động, hồn phách rời khỏi thân thể, dựa theo công pháp thiên đạo vô hồn đã sửa sàng xong, bắt đầu mà tu luyện. Tăng 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 tăng. Và sau đó hồn lực nhanh chóng được tiến bước. Cũng chẳng biết là qua bao lâu, hồn phách trở về vị trí cũ, Trương Nguyên từ từ mở mắt. Lúc này bên ngoài trời đã sáng, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe sơn động mà chiếu vào trong, đặc biệt là chói mắt. Hả? Trải qua một đêm tu luyện, lực lượng hồn phách của ta tốt nhất đã được hóa phàm nhị trọng rồi sao? Công pháp thiên đạo đầy đủ, lại có linh thạch trung phẩm cung cấp lực lượng, hồn phách nâng cao là rất nhanh. Thời gian một đêm, tự nhiên hắn đã đạt tới được cảnh giới hóa phàm nhị trọng. Nói thêm một cách khác, hiện tại lực lượng hồn phách của hắn mạnh hơn so với tu vi của bản thân hắn. Mà chỉ có điều, vô hồn là cấm kỵ của đại lục, tốt nhất là không nên tùy tiện mà sử dụng. Vô hồn sư giống như là độc sử vậy, là cấm kỵ, khiến cho không ít người kiêng kỵ. Nếu như có người biết linh hồn hắn có thể rời khỏi thân thể, đồng thời nắm giữ lực chiến đấu, thân phận danh sư chỉ sợ cũng rất khó mà bảo đảm. Bởi vậy, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên điều động sử dụng cái loại lực lượng này. Được rồi, vậy đã có thể bồi dưỡng cỏ tình hồn rồi. Hắn giữ người đứng dậy. Mặc hồn sinh trước đó đã truyền thụ phương pháp bồi dưỡng cỏ tình hồn cho hắn. Cái gọi là cỏ tình hồn cũng không phải là một loại thực vật đặc biệt nào đó, là linh hồn sử dụng phương pháp đặc biệt mà bồi dưỡng, khiến cho dược hiệu đưa đến thu hút linh hồn, khiến cho nó có tác dụng thực tình. Mà chỉ có điều, không quan tâm bồi dưỡng thể nào, đều cần tìm được một gốc thực vật có thể dung hợp được linh hồn. Mà có loại vật này cũng không có dễ tìm, sợ rằng chỉ có thể đi Vạn Quốc Thành mà mua. Đi ra khỏi sân động, hắn phát hiện những người khác cũng đều tỉnh lại, mỗi một người đã chuẩn bị tốt từ lâu, tinh khí cả 10 phần. Kinh hoàng và tiêu hao ở mộ vô hồn sư ngày hôm qua, trải qua cả đêm điều tức, tất cả đều đã khôi phục lại. Đi, đi tới Vạn Quốc Thành. Trương Huyền liền đánh tiếng. Sau đó, mọi người lại nhảy lên lưng linh thú của Triệu Phỉ Vũ, trực tiếp phóng lên bầu trời, yêu thần thú cũng theo sát phía sau. Còn về phần hai người tái các chủ, Lạc Trúc, sớm nghe nói về thi đấu giành sư, cũng muốn đi qua quan sát một chút, cũng sẽ không quay về Hồng Hải Thành, trực tiếp cũng đi theo ở phía sau.
Giống như là một vạch đen xẹt qua phía trần trời, cắt phá không trung. Mọi người ngựa ở trên lưng linh thú trực tiếp mà bay về phía trước. Có yêu thần thú, linh thú nổi danh cả Liên Minh Hộ Tống, một đường mà bay đi không hề có một con mãn thú, linh thú nào không có mắt mà dám quả quầy rối. Thậm chí, cũng là cường giả có linh thú bay, nhìn thấy được khí tức nồng đậm từ trên người nó phát ra, tất cả đều tránh né, không chẳng ai dám tới gần. Là một đường thông suốt. Năm ngày sau, một tòa thành thị cực lớn xuất hiện ở trước tầm mắt của mọi người. Thành thị này so với Hồng Hải Thành lại càng khí thế hơn, đủ loại kiến trúc giống như là từng đoạn vảy rồng xa hỏa vậy. Đứng ở trước cửa sổ trên lưng thú, cúi đầu nhìn xuống dưới, thành thị cực lớn nằm ở trên một vị trí bình nguyên cực lớn, giống như là một bức tranh vẽ sạch sẽ chỉnh tề. Một con sông cực lớn từ trong đó mà chảy xuôi qua, mang đến sức sống và sinh lực vô hạn. Liên Minh Vạn Quốc có sứ quán thương mại của các quốc gia, cũng có nơi giao dịch do các thế lực cung cấp bậc thành lập, còn có điểm truyền thống hàng hóa của Huyền Vũ Đế Quốc. Thế lực đàn sen, người làm hôn tạp, loại người gì cũng đẹp cò đấy. Mà chỉ có điều, bất kể là ai, chỉ cần ở Vạn Quốc Thành đều phải nghe theo mệnh lệnh của Minh Chủ Liên Minh Phủ. Triệu Phi Vũ mỉm cười nói. Trương Nguyên gật gật đầu. Minh Chủ Phủ được xưng là vương thất của Liên Minh Vạn Quốc, người cầm quyền Liên Minh Trần Chính. Bản đầu, thời điểm ở Thiên Vũ Vương Quốc, hắn cũng đã từng nghe nói qua. Còn về phần danh sử đường, tuy rằng địa vị cực cao nhưng lại không để ý tới chính sự, chỉ cần không gây ra rung chuyển đối với xã hội, bọn họ cơ bản cũng sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không cản dự. Hiện tại, còn cách thời gian thi đấu danh sử còn có một khoảng thời gian rất là dài. Các vị, không bằng đi tới Minh Chủ Phủ của ta, tạm thời mà ở lại, nghỉ ngơi mấy ngày trò tốt, để cho ta cũng cố gắng mà chiêu đãi một chút, lẽ đi nghe ngóng tình hình rồi đi tới danh sử đường cũng không có muộn. Triệu Phi Vũ nói. Bây giờ cách cái gọi là thi đấu giành sư còn có hơn 2 tháng nữa, cũng không cần phải vội vã. Minh Chủ Phủ, lẽ nào trước cổng tử ngươi là người của Minh Chủ Phủ sao? Tại các chủ nghi ngờ nhìn qua. Vị Triệu Phi Vũ này vẫn đi theo ở phía sau trưởng sư, hắn còn tưởng rằng là bằng hữu, cũng không biết là người của Vạn Quốc Thành. Ngay cả đám người Triệu Nhã cũng chỉ biết Triệu công tử này là đặc sứ của Liên Minh, có thân phận cụ thể thế nào cũng chẳng ai biết rõ. Đúng, Minh Chủ Phủ Triệu Thiên Hào chính là gia phụ của ta. Triệu Phi Vũ nói. Ngươi là con trai của Triệu Minh Chủ sao? Không đúng, Triệu Minh Chủ chỉ có một vị công tử Triệu Huy, ta đã từng gặp mặt qua. Tại các chủ sửng sốt, Triệu Minh Chủ là người có quyền lợi lớn nhất ở trong toàn bộ Liên Minh Vạn Quốc. Công tử của hắn tương đương với người kế vị. Thân làm các chủ của giám bảo các, hắn đã từng gặp mặt qua vài lần, so với cái vị Triệu Phi Vũ trước mắt này hoàn toàn là khác hẳn. Ta không phải là cố ý lừa gạt các vị đâu, chỉ là một mình xuất môn ở bên ngoài để cho tiện, cố ý ngụy trang một chút mà thôi. Khẽ mỉm cười, Triệu Phi Vũ thoáng lao ở trên mặt một cái, diện mạo nhất thời có biến hóa rất là nhỏ. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là hình dáng trước đó, nhưng lại là mắt ngọc mày ngài, rõ ràng là một nữ tử. Mặc dù vẫn mặc nam trang, nhưng bất kể là khí chất hay là dung mạo ở trên người đều hoàn mỹ không hề tỉ vết, so với mặc vũ công chúa trước đó cũng hoàn toàn không hề yếu hơn. Ngươi là nữ sao? Đám người tại các chủ Lạc Trúc, Triệu Nhã mới chợt hiểu ra. Nếu như nói ở trong đám người chân tinh nhất, sợ rằng cũng chỉ có một mình Trường Huyền. Trước đây lần đầu tiên nhìn thấy, mắt Minh Lý đã nhận ra thân phận nữ tử của nàng. Hiện tại cho dù có vạch trần bí mật, hắn cũng không cảm thấy chấn động kinh ngạc con mẹ gì cả. Triệu Huy tại các chủ vừa nói chính là gia huynh của ta. Ta là nhị công chúa của Liên Minh Triệu Liên. Triệu Phi Vũ tự giới thiệu bản thân mình. Từ nhỏ người yếu, phụ thân vì để cho ta giống như là người bình thường, sắc phong một danh hiệu Phi Vũ công chúa. Bởi vậy, ta dùng tên giả là Triệu Phi Vũ, các ngươi cũng có thể gọi ta là Triệu Phi Vũ. Hóa ra là Phi Vũ công chúa. Hai người tại các chủ Lạc Trúc nhìn nhau mới bất chợt hiểu ra. Minh chủ có một vị công chúa yếu ớt nhiều bệnh, bọn họ đã sớm nghe qua. Nghe nói là cơ tiên thiên không có lực, tìm khắp cả toàn bộ Liên Minh cũng không hề có cách nào mà trị liệu. Lúc gặp mặt lại là thần nằm nhì, bọn họ căn bản là không nghĩ tới là nàng. Nhà nói trước đây Triệu Minh chủ ban thưởng cái phẩm hiệu này là muốn nhị công chúa nhiều bệnh có thể bay giống như là chim yến tung bay lên mùa lợn, mà đáng tiếc treo giải thưởng khắp cả thiên hạ cũng không tìm được phương pháp trị liệu. Thế nào? Ta các chủ đầy nghi ngờ nhìn qua. Phi Vũ công chúa chữa bệnh lại kinh động không ít người. Vô số y sư đã tới đây, cuối cùng đều sắp thành lại bại. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói,
nàng chắc hẳn là đang nằm ở trên giường, không có cách nào mà đi lại mẩy phải. Thế nào hiện tại, tinh khí thần lại không khác gì so với người bình thường là báo. Hả? Lẽ nào lời đồn có chút sai lầm sao? À, là Trương Sư đã cứu ta. Triệu Phi Vũ khẽ mỉm cười, cho đôi mắt sáng động lòng người, mắt không nhịn được nhất thời sáng lên. Tại các chỗ mới chợt hiểu ra, biết thân phận của đối phương, hắn vẫn thấy kỳ quái. Đường đường là một công chúa, một trong những nhân vật có quyền lực lớn nhất ở Liên minh Vạn Quốc. Vì sao đối với Trường Sư lại tin tưởng và nghe theo như vậy, thậm chí là lễ độ cung kính? Hóa ra lại là vì cái nguyên nhân này đây. Ta đã sớm nghe nói y thuật của Trường Sư rất là cao minh, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Hắn cười gượng một tiếng. Trước đó đã nghe Tôn Cường nói thiếu chủ của mình có y thuật rất là cao minh. Khi ở dãy núi lớn Ổn Ngôn, hắn có tận mắt nhìn thấy được phương pháp trị liệu đánh ngất xỉu cường đại. Giờ nghe được Phi Vũ công chúa tự mình thừa nhận, hắn mới hiểu ra ở phương diện chữa bệnh, cái vị Trường Sư này lại còn cường đại và đáng sợ hơn. Cơ tiên thiên của công chúa không có lực, trước đây lại chấn động cả toàn bộ liên minh, không biết bao nhiêu y sư được tẩy khám, không hề có bất kỳ một biện pháp nào cả. Còn Trường Sư lại có thể giải quyết, đã đủ để thấy được y thuật cao minh. Trường Sư, Phi Vũ quả thật là không phải cố ý giấu giếm người đâu, xin hãy tha lỗi cho ta. Giới thiệu xong thần phận, Triệu Phi Vũ mỉm cười, nhìn về phía Trường Sư trước mắt. Vị thanh niên này tuổi tác tương đương với nàng, lại đối với nhiều loại chức nghiệp như là giảnh sư, y sư, giám bảo, trận pháp, hiểu rõ vô cùng sâu đậm, thiên phú vô cùng mạnh mẽ. So với vị ca ca có danh tiếng lớn nhất kia của nàng, cũng chỉ có mạnh hơn chứ không có kém. Là khiến cho tự ở sâu bên trong nội tâm nàng sinh ra ý kinh nề. Hay, công chúa cứ khách khí. À, mà nàng đã là công chúa, có đường tin tức chắc hẳn là rất rộng. Ta vừa vặn cũng có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Sớm biết rằng đối phương là nữ tử, nhưng nghe đến là thân phận công chúa, Trương Huyền cũng có chút giật mình. Thấy nàng nói chuyện với mình, hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Trương Sư mời nói. Triệu Phi Vũ gật gật đầu. Không thể không nói, nàng thực sự rất là đẹp. Tuy rằng không có tu vi gì cả, nhưng là anh khí ép người, tự mang theo một hồi khí chất. À, là ta muốn mua một gốc cỏ an hồn, số năm càng nhiều thì càng tốt. Nếu như bây giờ không có, hóa chân tinh thì cũng được thôi. Tốt nhất có thể là 500 năm trở lên. Mà chủ yếu nhất là phải tươi, có thể trồng sống. Mấy cái loại đã từng phơi khô đối với ta là không có tác dụng. Không biết Phi Vũ công chúa có thể giúp ta hỏi thăm một chút hay không? Suy nghĩ một chút, Trợ Huyệt nói. Cỏ tình hồn cũng không phải chế tạo thực vật đặc biệt nào đó, chỉ cần có thể ẩn chứa khí tức linh hồn là được. Mấy ngày qua, hắn vẫn đang chờ suy nghĩ, khiến cho hắn nghĩ đến hai cái loại dược vật có thể lấy ra được từ trong phạm vi của Liên minh Vạn Quốc. Là cỏ an hồn và hoa trầm tình. Hai thứ này danh tiếng không lớn, lại chân quý dị thường. Hắn đối với cuộc sống ở Liên minh không quen, nhưng nếu vị này chính là công chúa muốn tìm, chắc hẳn là vô cùng đơn giản. Hả? Cỏ an hồn, hoa trầm tình, tươi sao? Không nghĩ tới, vị Trương Sư này lại muốn cái loại vật này, cho Phi Vũ sửng sốt, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại. Cỏ an hồn, yên ổn hồn phách, có thể khiến cho tâm thần bình tĩnh, sóng nước không sinh. Hoa trầm tình, có thể khiến cho tâm cảnh lắng đọng, thậm chí ngay cả tình cảm cũng có thể trở thành phai nhạt. Hai loại dược liệu đều vô cùng hiếm thấy, cho dù là Liên minh Vạn Quốc cũng không tìm được mấy gốc. Muốn một loại trong đó vẫn còn sống lại đạt được 500 năm, độ khó cũng không phải là lớn bình thường. Cái này ta cũng không có rõ lắm đâu, chỉ có điều đến Minh Chủ Phủ ta có thể hỏi phụ thân của ta, hắn cho dù không biết chắc hẳn cũng có thể giúp ngươi mà điều tra ra. Triệu Phi Vũ nói. Trương Huyền gật gật đầu. Vị trước mặt này chỉ là một công chúa bị bệnh nặng, cho dù có xem sạch nhiều, đối với các loại dược vật hiếm có này khẳng định là cũng không biết nhiều. Nhưng phụ thần nàng, Triệu Minh Chủ thì lại khác. Hắn khống chế toàn bộ liên minh, muốn nghe ngóng được tin tức về một gốc cây dược liệu là dễ dàng như trở bàn tay. Hiểu rõ được những điều này, Trương Huyền cũng không có hỏi thăm thêm nữa, yên tĩnh đứng ở trước cửa sổ, củng cố lại tủ vi. Năm ngày này, thực lực của hắn tuy đã không đột phá đến hoa phàm nhị trọng, nhưng chân khí ở trong cơ thể lại càng tinh thuần hơn, vừa dày vừa nặng. Có kinh nghiệm về hồng trần đạp thiên bộ tiêu hao rất nhiều này, biết chân khí không chỉ cần tinh thuần, vừa dày vừa nặng cũng là điểm mấu chốt. Bởi vậy mấy ngày qua, hắn hoàn toàn không có chút ngừng lại nào, không ngừng tích lũy. Lúc này đàn điền, chân khí kích động, lực lượng tuần ra. Nói riêng về số lượng chân khí, so với mấy ngày hôm trước, chỉ đã tăng thêm 1/10. Mọi người cũng đừng có xem thường 1/10. Sử dụng đạp thiên bộ là có thể duy trì tối đa thêm 2-3 lần hít thở, tránh cho từ trong không xung mà rời xuống. Biết là đi tới Vạn Quốc Thành, mọi người cũng chẳng có gì để nói.
linh thú tiếp tục bay rất nhanh, một cái chuốc cao lớn huy hoàng xuất hiện ở phạm vi tầm nhìn. Minh chủ phủ là chỗ cốt lõi nhất của liên minh vạn quốc, tự mang theo khí thế, còn chưa có tới trước mặt lại khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách cường đại. Cho dù là linh thú của ta cũng không có cách nào trực tiếp bay vào minh chủ phủ đâu, chúng ta lại xuống ở chỗ này đi. Mỉm cười, Triệu Phi Vũ cả dặn một tiếng, cánh khổng lồ của linh thú dưới thần rùn lên, trực tiếp mà hạ xuống phía dưới. Chỉ trong chốc lát, đứng ở trên quảng trường rộng rãi trước minh chủ phủ. Chưa vị vừa nghe xong tập 144 của bộ truyện Thiên Đạo Độc Thử Quán. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 145 vào ngày mai. Còn hiện tại, Phổng Mộ xin chân thành cảm ơn.